Em học lớp 827, thầy cô bây giờ đang Trung Yên. Và em có một câu hỏi dành cho anh Quang Hải ạ. Anh Quang Hải, anh có thể hát được một bài hát nào đó không ạ? Câu hỏi của bạn ngay sau đây. Một câu rất là hay. Bây giờ anh hỏi em là ngày hôm nay anh Quang Hải đã hát bài gì chưa? Dạ, anh Quang Hải hôm nay đã cùng nghe chúng em hát bài quốc ca. Và nhưng mà bây giờ em muốn anh có thể hát được một bài hát nước ngoài nào đó không ạ? Sân khấu này là của bạn. Em muốn mời anh Long Quy hát cùng em. Và xin mời Long Quy, xin mời Dũng, xin mời Thành Trung. Không biết hát thì không hát được. Thành thì bây giờ chưa hiểu đơn giản mà. Nào, chúng ta qua hỏi, chúng ta tiến ra phía trước. Hồng Dũng tiến lên phía trước. Lý Minh Long đến lại phía trước, Bùi Tiến Dung đến lại phía trước, em sẽ có lại Minh đây rồi, đây, Minh đây, rồi, Đỗ Duy Mạnh cũng tiến lên phía trước. Tối ngày chủ nhật vừa rồi mình vừa xem một cái clip Duy Mạnh hát cực hay luôn. Đây, Dung, có lẽ là tất cả các em mình lên, rồi, em, xin mời em. Đây là mic của em, đây là mic của em. Em hát chính là anh về. Em là anh Hương. Em hát đây của anh sẽ về đây. Rất tuyệt vời, lại có rất là nhiều các bạn có thấy các bạn của mình không ạ? Không những là được nghe hát, được hát cùng, được qua, lại còn có được chữ ký. Và quan trọng nhất, đây là người có lẽ là may mắn nhất. Một bức ảnh vô cùng hoành tráng. Xin được cảm ơn bạn và xin được chúc mừng bạn. Tiếp theo, tôi sẽ đến với các bạn ngay đây. Là Đặng Anh Hương, học sinh lớp 87 trường Trung học cơ sở Nam Trung. Quay lại hết cho cô. Và thật sự hôm nay em không thể ngờ được là em được gặp Quang Hải bằng xương bằng thịt luôn đấy. Và em mong là trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời em cũng sẽ làm được những kỳ tích với các chú. Và em vẫn xin được gửi đến các chú là em sẽ luôn ủng hộ các chú như tất cả là hiện tại. Đi xuống sân khấu. Các chú chính là ngọn lửa nuôi dưỡng ước mơ cho chúng em và các chú cố lên. Em có thể nhận xét về rất vui về giọng hát của các chú như thế nào? lúc đấy em lúc mà em đứng trên đấy thì các chú ấy bảo là các chú ấy sẽ hát bè cho em, nhưng mà giọng chú các chú rất là trầm ấm và giờ nhắc lại các con học sinh các bạn đây trở lại hết tất cả đến luôn. Bây giờ em không thể tin nổi là em được chụp ảnh cùng các cầu thủ bằng xương bằng thịt luôn á. Tại vì em đã bây giờ các chú từ lâu rồi. Bảy ký cả bắt hết rồi, toàn bộ con học sinh các con di chuyển xuống. Em vẫn không thể tin nổi là em được chụp ảnh bằng xương bằng thịt với các toàn bộ phần ký ở trên sân khấu, thời gian diễn ra đã hết. Thời gian cuối em có cả chữ ký nữa.
Nextsport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.